Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Điền Vlog. Chúc anh em có một ngày xem video hoặc là vui vẻ nha. Thì cũng cảm ơn anh em thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ mình rất là nhiều. Cũng mong anh em theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha. Thì hôm nay nè, mình lại lên cho anh em một series hang bổi ăn cám cứng, lửa bổi cám cứng nha. Thì hôm nay mình lên cho anh em là 12 con. Trong đó là 10 con hang nha, 10 con hang và 2 con lửa. Thì chim thì mình đã buộc cánh lại và mình tập cám nha. Nên con chim nó rất là đầm lòng anh em đó. Nhưng mà anh em cứ ưng món nào thì cứ alo trực tiếp cho mình nha. Nhiều khi anh em comment rồi nó bị cho mình thấy không được. Rồi anh em nào được rồi á mà mình chưa có mẫu nào ưng, hoặc là mình chốt chưa kịp á, thì có thể là đợt này mình chốt nha. Thì anh em đừng có tiếc chi 1-2 nghìn tiền điện thoại, cứ alo trực tiếp cho mình. Thì anh em nào mà đã có giao dịch bên mình rồi thì anh em cũng biết tất cả hàng á là mình bao trống nè. Bao trống thì khỏi nói, bao cho vui anh em. Bao con cám, bao tật lỗ cho anh em mình 3 ngày. Nếu như mà nó có không ăn cám hay tật lỗ gì đó thì một là mình hoàn lại tiền trăm, hay là mình đổi cho con khác tương đương nha. Còn anh em nào gần thì có thể là xem trực tiếp. Địa chỉ của mình là Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre nha. Còn anh em nào ở xa, ở tỉnh thì cố gắng lên cho mình lên đơn từ 2 con nha. Và chuyển khoản trước bên mình gửi chim nha. Thì hôm nay mình có lên cho anh em mấy con hút mật nữa kìa. Hút mật bổi bổi rồi chuyện cám cứng nha. Để mình hạ xuống rồi mình quay cho anh em cùng xem nha. Thì theo như anh em mình cũng biết, thời gian gần đây á, năm màu mà đặc biệt là bụng vàng anh em nó rất là hot, nên giá cả thì nó cũng khá là cao đó. Thì hôm nay là mình lên cho anh em được 2 con bổi ăn cám cứng và 2 con chuyện beo anh em, chuyện beo bổi lỡ cám cứng nha. Thì chim thì mình nhiều lắm anh em, nhưng mà lên phải lên cám hạt ngon lành cho anh em, để nhiều khi gửi về rồi bỏ cám mất công lắm. Nên anh em thấy nè, ở đây bổi cám cứng 200k, bổi cám cứng 200k nè. Rồi đây là con chuyền nè, nó sắp bình beo rồi nha, đang nằm lưng chừng chỗ beo với mà chuyền một lần luôn á, 250. Con bên đây chuyền cũng 250 luôn. Thì 4 con này cũng tương đối là dạng anh em, cũng chưa chết tối ngày rồi, mấy dòng này cũng rất là nhanh kêu nha. Thì anh em nào mà kết mấy con này anh em cứ alo cho mình thì mình lên đơn từng 2 con nha. Đó, hàng này là mình bao ăn cám cho anh em mình luôn. Đây là con mã số 1, số 2 và số 3 nè. Thì hai con lửa anh em, mình không có buộc cánh như con hang này, mình gỡ nó tắm anh em, nó dụ cánh ra, mình không có buộc lại nên mình quay xa, mình zoom gần lại nha. Đây anh em thấy nè, con này là con số 1 nè. Đó, đuôi là 17 cộng nha. Thì con này dáng xẻ nè, rất là đẹp chim luôn nè. Đó, lên cầu xuống cầu rất là ok nha. Hàng này thì mình bao ăn cám nè, bao tập lỗi cho anh em mình luôn. Nhưng về con lửa mình chỉ nó lỗi thông dụng của nó là chỉ là mắc móng mỏ thôi. Để kiếm con lửa lộn thì nó rất là khó nha. Thì con số 1 này rất là siêng tập luôn nè. Anh em mình về vô lên cám nó nè, vô mò nó là nó rất là nhanh hót nha. Thì dòng lửa thì nó cũng rất là siêng hót rồi. Rồi con số 1 này là 500k nha anh em. Rồi tới đây là con số 2 nè. Con số 2 thì đuôi có 17 cộng nè. Thì con số 2 này tướng thì cũng khá là ok nè. Mình nuôi cái lồng 80 luôn đó. Anh em thấy đứng cái tướng nè, hết biết chưa. Đây thì cũng đồng giá con số 1 là 500k thôi nha. Rồi tiếp tục anh em tới con này, con hang số 3 nè. Mình cá vô cho chẳng bộ nè. Đó, 400k không buộc cánh anh em. Để hôm để đợt sau mình gỡ cánh hết mình quay cho anh em xem nha. Để anh em nói mình chim buộc cánh nó không có nhảy. Đây. Con số 3 nè, chỉ có 400k nè. Anh em thấy nè. Tướng thì khá ok nha. Thấy không? Đua dảnh nè, nhảy nít khôn nha. Thì con này là anh em về nuôi nghe hót thì ok hơn anh em. Kẹt kẹt đem đi đá cũng vi vu luôn nha. Con số 3 này chỉ 400k thôi nha. Anh em nào cần cứ alo cho mình nha. Còn mấy con lửa này rất là ok anh em, rất là đẹp, đua bằng háng à. Rồi đây anh em, thì mấy con này buộc cánh rồi thì mình vô đây mình quay gần gần cho anh em mình xem rõ hơn nha. Đó. Thì con này là con mã số 4 nè anh em. Thì con mã số 4 này thì nó chỉ có 400k thôi. Anh em thấy nè. Tướng rất là to luôn phải không? Kịch cộm chưa? Chà bá luôn chưa? Nhảy cái là đuôi xè, nhảy cái là đuôi xè nha. Đó. Nhưng mà nó không có cái gì đặc biệt anh em, để mà nó lên giá cao chút nha. Lên giá nó thì chỉ có là 400k thôi. Còn mã số 4 thì 400k thôi anh em. Đó, rất là đẹp chưa? Đuôi thì nhảy cái xè không? Đứng yêu cầu nhúc nhích cái giò cái là xè. Con này anh em bắt về nghe hót là hết bài luôn. Kẹt kẹt đem đi đá luôn cũng được nha. Túi nó rất là to nha. Đó. Rồi, con mã số 4 nha anh em.
Rồi đây là con mã số 5 nè. Con mã số 5 này thì cũng chỉ có 400k thôi. Con này thì nó đuôi nó không xè, nhưng mà được cái nè, con này là đầu to nè, mỏ to nè. Đó, ngực thì uổng nha, đó. Chân đen hùi lùi nè. Con này anh em về nuôi đá thì nó im hơn con nãy nè. Đó, con này cũng khá là to chứ không to dữ nha anh em. Đây, thì con này thì chỉ 400k nè. Anh em nào mà kết con này về nuôi đá alo cho mình. Rồi. Tiếp đây là con mã số 6 nè. Anh em thấy nè, con mã số 6 này rất là to, rất là đẹp nè anh em. Nhưng mà mình chỉ để cho anh em với giá là 350 nè. Thì nó cũng phải có cái gì trong đó nha. Thì đầu tiên anh em nhìn nè, đầu to nè, rồi mỏ to nè, ngực ưỡn nè, tướng bự con, chân đen chà bá nái nè. Con này hết biết đẹp rồi, con này nuôi đá hết bài luôn anh em. Nhưng mà hôm bữa mình có ra chuồng lực mình tắm thử á, cái lúc mà nó lùa vô nó tắm được thì lúc nó ra nó biết ra anh em, nó sắn vô hai cái góc á, rồi nên nó bị chạy cái mỏ. Mình để là cho anh em là 350, anh em mình về chăm nha. Con này đá thì khỏi chê anh em, vô bộ luôn nha, vô bộ vô thế luôn. Đó, anh em phái con nào cứ alo trực tiếp cho mình nha. Rồi tiếp tục ba con 789 nha. Đó, thì anh em thấy nè, đây là con mã số 7 nè, 400k nè anh em thấy nè, khá là to luôn, nhảy rất là lanh chim nha. Nè, con này anh em về nuôi đá là khỏi chê vô đâu luôn nè. Chân thì nó to nè, ngực to nè, đầu to mà mỏ cũng to nữa, móng thì ôm sắc lẻm anh em. Đây, con này anh em thấy nó chao và chao thiệt, nhưng mà nó nhảy nết rất là khôn nha. Con này đầu thì nó không rớt một con lông nhỏ luôn anh em, nó nhảy nết rất là khôn nha. Đó, thì con này chỉ có 400k anh em mình về nuôi đá nè, hết bài luôn anh em. Đó, ngon lành chưa. Rồi, đây là con mã số 8 anh em. Con mã số 8 này anh em về nuôi đá hay nuôi hót gì cũng đều ok nè. Đó, nhảy chưa, nuôi cái lồng 56 mà đứng cái muốn bích cái lồng luôn rồi nè. Đó, chà bá nái luôn anh em. Con này anh em về vô mồi tươi nha, vô mồi cầu cào nè, liêu riêu dập vô mạnh vô là nuôi đá là khỏi chê luôn nè. Con này là với hai con này anh em rất là đẹp luôn nha. Rồi, tới đây là con mã số 9 anh em. Con mã số 9 này thì 450 nha. Con này không to như mấy con nãy đâu, nhưng mà con này đóng vô bộ hót là hết bà anh em. Nó hon nè, anh em thấy nhìn cái tướng đó nè, giò cao hon dài nè, đuôi dảnh liên tục phải chưa. Đó, nhảy nết lại khôn nữa. Con này nuôi hót thì khỏi chê anh em ơi, đứng cái hết biết cái tướng đó chưa. Thì con này chỉ 450 nha anh em. Anh em nào mà đam mê mà môn hót á, anh em cứ nuôi con này về. Đó, giò thì cao 1.8 luôn nha, hết biết chưa. Đó, rồi đây anh em, ba con cuối cùng của ngày hôm nay nha. Thì đây là con mã số 10 nè. Con mã số 10 này chỉ có 400k thôi. Anh em thấy nè, cái họng đang hùi lùi luôn. Con này anh em mình về chăm mồi tươi, rồi lên cám này kia các kiểu là giật lửa rừng chơi luôn nha. Cái tướng nó thì khỏi chê rồi anh em, chà bá luôn. Đó, chân thì đang hùi lùi nè, nó nhảy khôn chim nha. Hết biết cái ngực nó chưa nè. Đây nè, đó, chỉ 400k thôi. Anh em mình về mình nuôi từ từ rồi nghe hót nha. Về mà anh em kêu 1 hay 3 ngày nó hót thì mình không dám bao đâu, nhưng mà nó vẫn có số đó nha anh em. Đây, rất là đẹp luôn anh em, chỉ 400 cành thôi nha. Rồi, tiếp đây anh em. Đây, mấy cái con mà to to đẹp đẹp mình vú làm sao nha. Rồi, con này là con mã số 11 nè, 450 nè. Con này anh em về nuôi đá cho mình. Rồi, vụt cánh luôn anh em ơi, nó ba cái vụt cánh không. Đó, nhưng mà vụt cánh anh em thấy nè, nó nhảy vẫn như thế nha. Đó, con này thì chà bá nái rồi, đầu to nè, mỏ to nè, ngực lại to nè, chân to nữa anh em, cái gì cũng to hết. Đó, hết biết chưa, nó nhảy nó rất là khôn nha. Đó, chụp cái giò nó vô trước nha. Thì con này chỉ 450 thôi, anh em mình về nuôi đá nha, đá thì khỏi chê rồi anh em. Rồi, tiếp đây là con cuối cùng của ngày hôm nay nha. Đây là con số 12 500k anh em. Để coi nó có cái gì mà nó cao không mấy con kia dữ thế. Đó, đầu tiên anh em thấy chưa, con này rất là xiên miệng anh em. Đó, anh em thấy nè, tướng nó toàn do luôn á, đầu to nè, mỏ to nè, đầu xà nè, mỏ to, mũi hông nè, ngực thì nó uổng ra luôn anh em. Con này thì nuôi đá thì khỏi chê rồi. Đó, anh em thấy chưa, dơm gà anh em thấy bộ móng nè, ôm cầu sắc lẻm luôn nha.
Đó, chân to anh em. Con này nuôi đá là khỏi chê vô đâu anh em. Rất là xinh miệng anh em. Rồi, anh em nào xem tới đây mà khoái bộ môn đá đó thì cứ chốt em này về đá nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Hẹn anh em ở những video lần sau nha.